bạn hiểu cái cơ chế của mạng là khi các bạn tạo sự kết nối, thì khi nào mà các bạn nhắn là gửi video hay là gửi gì đó thì kết nối nó mới nhiều. Còn các bạn phải nhắn lại cái là tôi biết các bạn đang có nghe hay không, không thấy có tương tác, không thấy gì hết, tôi đâu biết là bạn đang có học hay không, hoặc là có đang có nghe hay không. Nhiều khi là bạn đang ngủ, thầy đâu thể nào là giống như các bạn, là tôi không thể nào trực tiếp nhìn thấy được bạn đang xử lý cái vấn đề thế nào. Nói ra giờ như bạn nói dạ thầy em đang vào mạng lắc, thầy có triển khai xíu em vô tới gì đó, hoặc là các bạn chết nó dạ em có thấy em đang vào, hoặc đơn giản là không có tương tác lại, thì điều đó đồng nghĩa với tôi được hiểu là tôi không có liên kết được với bạn, không liên kết được thì tôi không thể nào cảm giác được bạn đang làm gì. Rồi quay lại chuyện của mình. Rồi, mà ta học về chương tên gọi là đường tròn, và cái ở học kỳ 2 ta mạnh nhất là về góc, và toàn bộ trong kiến thức của học kỳ 2 của mình là góc hết toàn bộ luôn, cái gì ta cũng đưa về góc hết. Rồi trong đường tròn thì ta có một số cái loại góc mà cần phải nhớ tên và nhớ được cái hình thức của nó. Thì cái góc đầu tiên các bạn được học, thì trước khi bàn về góc, người ta có định nghĩa về một cái được gọi là cung và dây cung. Thì cái đoạn màu đỏ, đoạn AB, cái này thì được định nghĩa là dây AB, các bạn quá quen thuộc với nó rồi. Và người ta có một cái định nghĩa nữa là cái đường màu xanh này nè, nó nối từ điểm A đến B, thì cái đó người ta ký hiệu dòng qua trên đầu, cái này được gọi là cung AB. Và cung thì người ta viết, một là viết chữ cung, hai là người ta ký hiệu có cái dấu bo tròn ở trên đó. Và để phân biệt cái cung thì người ta có, thí dụ như ở đây là cung AMB, và cái cung này là cung ANB. Trong hai cung đó ta sẽ có cái cung AMB và cái cung ANB đó. Và mặc định không nói gì thêm thì cung được hiểu là cung nhỏ. Ví dụ nếu người ta viết cái cung AB thì không nói gì thêm là cung lớn hay cung bé, thì mặc định nó là cung bé, nói hai điểm gần nhất. Còn nếu như người ta nói à trên cung lớn AB thì đó, nhìn trên đây là cái dòng này nó lớn hơn, thì người ta gọi là cung lớn, cái dòng cung AMB là cung bé, thì đó là định nghĩa, cố gắng nhớ. Rồi ta bàn về cái góc. Cái góc đầu tiên các bạn được học là cái góc AOB. Đây, góc này. Góc AOB về hình dáng của nó. Một cái góc các bạn luôn luôn nhớ giùm thầy bao gồm hai thứ. Thứ nhất, cái đỉnh của cái góc coi coi nó nằm ở đâu, và hai cái cạnh của cái góc đó nó như thế nào. Thì các bạn chỉ cần nắm được cái hình dạng của nó sẽ kèm theo tên gọi. Duyên cho thầy hỏi thử coi, cái góc AOB cái đỉnh nó nằm ở Dạ thưa thầy, đỉnh nó nằm ở ô. đâu? Rồi, đỉnh nó nằm ở ô, vậy đỉnh nó là tâm của đường tròn. Và hai cái cạnh OA với OB nó là gì của đường tròn? Dạ thưa thầy, là bán kính. Rồi, hai cái cạnh của nó là hai bán kính. Rồi, tên gọi của cái góc này hôm bữa trước có học rồi, Bảo nhắc lại cho thầy nghe coi tên gọi của góc này gọi là góc gì. Thưa thầy, cái đó gọi là góc AOB. Góc AOB biết rồi, nó À, có tên gọi. góc 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 ở tầm. Rồi, tên gọi của nó là góc ở tâm, thì cái đỉnh nó đang ở tâm thì nó gọi là góc ở tâm. Và số đo của nó được tính bằng gì? Bảo. Bảo Thưa nhớ thầy, là cái số đo của nó là bằng cái số đo của cung mặt bền. không? Rồi, định nghĩa về góc ở tâm nó được tính bằng số đo của cung bì trắng, tức là nó đang nhìn vô cái cung nào thì được gọi là nó trắng cái cung đó. Cái góc O đang nhìn vô cái cung AB thì nó được hiểu là nó trắng cung AB. Số đo của góc ở tâm được tính bằng số đo của cung bì trắng, nó bằng số đo của cung AB. Giả sử nếu cung AB của các bạn bằng 60 độ thì góc O là 60 độ. Đó, thì cái này là kiến thức cơ bản thôi, nên cũng không có gì bàn sâu về cái khái niệm này. Rồi, đầu tiên định nghĩa về góc ở tâm.
Rồi, ta qua cái góc thứ hai. Đây, giả sử thầy có AB, còn này là CD. Các bạn có hai cái góc. Một cái góc màu xanh tạo bởi hai cái cạnh màu xanh và cái góc màu đỏ. Rồi, cái góc này nó có một cái điều đặc biệt. Đạt cái góc C và cái góc D trên hình vẽ đấy, cái đỉnh của nó nằm ở đâu? Dạ, nằm trên đường tròn. Rồi, cái cái tâm đỉnh O. Của nó. Hồi nãy cái kia là đỉnh là tâm, còn cái này là đỉnh nó thuộc đường tròn tâm O. Và hai cái cạnh của nó là hai cái gì của đường tròn? Dạ, hai dây. Rồi, hai cái cạnh của nó là hai dây của đường tròn, nó sẽ khác với cái kia ha. Thì tên gọi của cái góc này nó gọi là góc nội tiếp, tên gọi của nó. Và cái cách tính của góc nội tiếp đó là nó được tính bằng đây ACB, nó được tính bằng số đo của cung bị chắn, tức là cái góc C hiện tại nó đang nhìn vô cái cung AB thì nó được hiểu là nó chắn cái cung AB. Vậy nó được tính bằng 1 phần 2 số đo của cung bị chắn, số đo của cung AB. Tương tự như thế, cái góc ADB, ADB nó cũng được tính bằng 1 phần 2 số đo của cung bị chắn, nó được tính bằng 1 phần 2 số đo của cung AB. Và từ cái kiến thức này, người ta có một điều rất đặc biệt liên quan tới góc nội tiếp, đó là hai cái góc nội tiếp mà cùng chắn một cung thì tụi nó sẽ bằng nhau. Vậy hai thằng này là cùng là cái cung AB nên người ta sẽ suy ra được cái góc ACB nó bằng số đo của góc ADB. Người ta còn có thể ghi là do góc nội tiếp cùng chắn cái cung AB. Đây là một tính chất cực kỳ đặc biệt của lớp 9 mà lớp 8 hay mọi lớp khác không có. Và cái này các bạn không cần chứng minh, người ta đã cho sẵn. Thí dụ tất cả các cái góc D nằm trên đường tròn này, tất cả cái góc đó đều có số đo bằng nhau hết. Nó được tính bằng nửa số đo của cung AB. Đó là cái điều mà như đã nói, các cái lớp khác không có. Mạnh nhất của lớp 9 là về góc, và các bạn cố gắng dùng cái lợi thế đó để xử lý vấn đề. Và cũng từ cái điều này, người ta sẽ suy ra được một thứ. Duyên nhắc lại giùm thầy cái góc AOB, nó được hiểu tên gọi của AOB là góc gì Duyên? Dạ thưa thầy, là góc ở tâm. Góc ở tâm. Số đo của góc ở tâm hồi nãy ta học nó bằng gì? Dạ thưa thầy, là bằng số đo của góc bị chắn. Rồi, số đo của cung bị chắn. Vậy thì khi đó cái góc C1 như thế nào với cái góc O1? Ta thấy cái góc C1 đó nó bằng bao nhiêu lần, hoặc là nó như thế nào với cung AB? Duyên. Như thế này nó bằng 1 phần 2 cung AB. 1 phần 2 cung AB. Còn cái góc O1 thì nó bằng cung AB. Vậy từ đây ta có suy ra được cái góc ACB như thế nào với cái góc AOB? Thì thưa thầy, là bằng 1 phần 2 góc AOB. À, bằng 1 phần 2 góc AOB. Góc nội tiếp được tính bằng nửa số đo của góc ở tâm nếu như cùng chắn một cung. Thì đây là kiến thức liên quan tới nội tiếp. Trong đường tròn, các bạn xài góc nội tiếp nó chiếm khoảng hơn 70%. Rồi, thầy sẽ cho các bạn một vài bài tập để cảm nhận được góc nội tiếp là thế nào.
À, chào thầy, để thầy lấy bài. À, lấy bài tập sách giáo khoa chính chứ. Ồ, lấy lộn sách rồi, này sách kỳ 1. Rồi, chào thầy xin. À, sẽ thử cho các bạn làm một hai bài tập liên quan tới góc nội tâm và góc nội tiếp. Rồi, trước khi bàn về bài tập thì giải thích cho các bạn thêm một kiến thức nữa liên quan tới số đo của cung và dây về sự so sánh. Thì như hồi nãy thầy có nói về khái niệm về dây và cung. Đây, giả sử thầy có điểm A, điểm B. Vậy thầy sẽ có một cái dây AB. Đó, CD. Rồi, bảo nhìn vô trên hình vẽ, ta thấy cái dây màu xanh với cái dây màu đen thì thằng nào lớn hơn? Đây là cái dây màu xanh nó lớn hơn. Rồi, chấp nhận liên hệ giữa dây và cung. Thì người ta có một cái kiến thức là như thế này. Đó là nếu cái dây nào lớn hơn thì cái cung đó nó sẽ lớn hơn. Đây, thí dụ các bạn thấy cái dây AB ở dây CD này nó lớn hơn dây AB rất là nhiều. Dựa trên hình vẽ đấy. Thì ta sẽ nói được một điều là cái cung CD nó sẽ lớn hơn cung AB. Nếu dây lớn hơn thì nó sẽ kéo theo cung lớn hơn. Và tính chất thứ hai là nếu như hai dây mà bằng nhau thì ta sẽ kéo theo hai cung bằng nhau. Thì kiến thức này là kiến thức cơ bản, không có gì gọi là bàn cãi sâu về nó rồi. Nguyên một cái đường tròn là mình có bao nhiêu độ đạt? Dạ 360. Rồi, ở đây ta có một kiến thức là nguyên một cái đường tròn tâm O thì nó có số đo của cả đường tròn là bằng 360 độ. Vậy thì nếu như thầy có một cái đường kính AE, đường kính là AE, vậy cái cung AE nó sẽ là nhiêu độ theo đạt? Giá này là 180. Rồi, AE với AE là đường kính. Thì khi đó cái số đo của nửa đường tròn nó sẽ bằng 180 độ. Và Dạ ta thầy, dạ thầy. nghe. Dạ cái hai dấu cộng ở trên là nó mũi tên nó chỉ có một chiều thôi đúng không? À, hai chiều luôn, được quyền xài chiều cùng vậy. Dạ. À, viết hai chiều luôn đi ha. Dây lớn hơn kéo theo cung lớn hơn, ngược lại cung lớn hơn được quyền kéo theo dây đó nó lớn hơn. Hai cung bằng thì hai dây bằng. Cái dấu nó hai chiều. Rồi, cảm ơn bạn đã nhắc chuyện đó. Rồi, và ta có khái niệm về cộng cung. Ví dụ cái điểm C nó đang nằm ở trên cung AE thì ta có thêm một cái khái niệm về cộng cung nữa. Đó là cái cung AC nó cộng với cái cung CE thì nó sẽ được tính bằng số đo của cung ACE. Giả sử nếu ta biết được cái cung AC, thí dụ ở đây là 100 độ thì ta sẽ biết được số đo của cung CE là lấy 108 trừ nó ra. Ở đây chỉ là bài ví dụ thôi để cho các bạn hiểu về cái phương pháp cộng cung. Ở góc độ các bạn thì đều có khả năng giải quyết xa được vấn đề nên những cái nào quá cơ bản thì thầy sẽ bỏ qua, sẽ không mất thời gian để nói nhiều để ta tập trung vào bài tập.
Rồi, thử làm bài thế này, cái coi. Rồi, giải quyết nhanh vấn đề. Rồi, trên dây cung AB có một đường tròn tâm O, lấy hai điểm C và D, sao cho ba đoạn AC, CD, BD bằng nhau. Các bán kính qua C và D, cắt, chứng minh. Rồi, đầu tiên vẽ hình. Rồi, giả sử thầy có dây AB. Rồi, trên AB, trên cái dây đó, lấy điểm C và D chia ra làm ba đoạn bằng nhau. Rồi, còn kỹ năng của các bạn chia ba đoạn bằng nhau bằng cách nào thì các bạn tự chia ra. Lấy thước cm hay gì đó, đo vô. Rồi, trên lý thuyết ta được ba đoạn này bằng nhau. Bán kính vẽ các cái bán kính qua C và D, cắt cái cung nhỏ AB lần lượt tại EF. Vậy tức là bán kính tức là OC là một cái bán kính. Rồi, OD kéo dài ra là thêm cái bán kính. Rồi, nhiệm vụ các bạn, bạn nào thấy mình đủ sức để chứng minh được câu A, câu B, chat cho giùm thầy chữ OK. Ví dụ câu A xác định được hướng giải, ghi chữ OK. Câu A OK, câu B OK. Khá đơn giản. Cho các bạn thêm 30 giây nữa tự tập lập luận rồi. Còn nếu như trong 30 giây đó vẫn chưa nhìn thấy hướng giải, chat tôi dùng thầy dấu chấm cả, thầy đi lấy nước cái sẽ quay lại.
Rồi, Duyên thế nào? Chat vô dấu chấm hoặc là chat vô chữ ok. Đâu bảo nó thử thì nghe ý tưởng này để chứng minh hai cái cung đó bằng nhau. Dạ, muốn chứng minh hai cái cung đầu tiên bằng nhau thì chúng ta chứng minh cái góc ACE bằng cái góc BDF. A, C, E bằng với. Dạ, BDF. Khoan, giải thích cho thầy nghe tại sao muốn hai cái cung này bằng thì lại dẫn đến được tạm gọi là cái góc C1 với góc D1. Liên quan gì với nhau? Hai góc đó là hai góc gì? Dạ, cái góc nó trắng cái cùng đó. Hai góc đó chắn cùng cái góc C đó tên gọi là góc gì? Góc ở tâm hay góc nội tiếp? Là góc nội tiếp. Góc nội tiếp hồi nãy định nghĩa góc nội tiếp là góc sao? Cái đỉnh nó nằm đâu? Hả? Ai? Cái đỉnh nằm đâu? Và cái đỉnh của cái góc C nó đang nằm trên cái dây AB. Nó đâu liên quan gì tới đường tròn? Góc nội tiếp cái đỉnh phải trên đường tròn, còn cái góc C đó cái đỉnh hỏng phải đường tròn thì cái góc đó không phải là góc nội tiếp. Bạn có chứng minh hai góc đó bằng nhau mà kết luận dẫn đến được hai dây đó bằng nhau là vô nghĩa. Kịp không? Dùng chứ. Ừ. Đó, nhận định vấn đề sai nó sẽ kéo theo được cái kết quả của các bạn nó sẽ bị sai đấy. Bây giờ các bạn muốn chứng minh hai cái cung bằng nhau, kiến thức ta mới vừa được học thì hai cái cung tương ứng đó nó đang chắn hai cái dây tương ứng. Đây, A qua E, B qua F. Đó, bằng một cái kỹ thuật nào đó thầy không biết, các bạn đủ sức để chứng minh được giùm thầy hai cái dây này bằng nhau. Nếu bạn chứng minh được hai cái dây màu tím nó bằng nhau thì các bạn được quyền kết luận hai cái cung nó bằng nhau hết, nó chỉ có vậy thôi. Vậy coi coi đủ sức để chứng minh hai dây màu tím bằng nhau không? Nếu chứng minh được hai dây màu tím bằng, được quyền kết luận hai cái cung đó bằng. Bạn nào thấy mình đủ sức để chứng minh chat là giùm thầy chữ ok, còn nếu như chưa chat cho tiếp dấu chấm thầy giải thích. Rồi, cho thêm 30 giây nữa, suy nghĩ coi coi được không? Rồi hết 30 giây. Chat cho giùm thầy dấu chấm hoặc chữ ok. Nếu chưa được chat dấu chấm vô. Mới có một cái bài tập cơ bản của sách bài tập đấy. Rồi. Giờ cho thầy hỏi nè. Đầu tiên các bạn đi tìm cách để chứng minh hai cái dây là cái dây AB ở cái dây AE với cái dây BF bằng thì ta sẽ đi tìm cách là đi chứng minh hai tam giác bằng nhau để nó lôi ra được điều đó. Đây, mục tiêu là ta phải đi chứng minh cái đoạn AE nó bằng với đoạn FB. Vậy thì ta sẽ đi tìm cách để nạp cái vô cái tam giác là tam giác ACE với tam giác là DPF. Duyên, hai tam giác này có được cái gì rồi? Dạ thưa thầy là có AC bằng DB. Rồi, các bạn đã có được cái AC bằng với BD. Còn thêm được gì nữa không? Hết, nói hết, có gì đâu. Sao còn gì nữa không? Dạ không có không thấy. Rồi, không thấy. Bảo
Hồi nãy đi tính cái góc C1 bằng D1 đó, nãy bạn ý tưởng của bạn tính sao để chứng minh được hai góc đó bằng nhau cái nào? Dạ, nãy em tính là chứng minh cái tam giác là COD cân tại O Rồi. thì hai cái Nếu C hai các bạn chứng minh được đó, giống như Bảo mới giờ nói, bạn đi tìm cách chứng minh COD tam giác này là tam giác cân. Các bạn coi coi các bạn đủ sức để chứng minh không? Nếu các bạn chứng minh được cái tam giác COD là tam giác cân tại O, nếu được thì ta sẽ kéo theo được điều gì? Bảo. Nếu nó cân tại Dạ, O. nếu mà nếu cân thể O thì góc OCD và góc ODC. Đây, hai cái góc C với góc D bằng nhau, ta sẽ kéo theo được cái con C2, nó sẽ bằng với D2. Nếu được. Rồi tiếp nữa là cái đoạn OC nó bằng với OD. Mà cái con CE thì nó lấy từ đâu ra? Bảo luôn. CE. Nhớ thầy CE là bằng OE trừ OC. Tương tự như thế, cái đoạn DF là nó bằng cái gì? DF là bằng OF trừ OD. OF trừ đi cho OD. Đó. Nếu các bạn chứng minh được cái tam giác thầy mới vừa nói là cân, thì chắc chắn các bạn sẽ kéo theo được cái góc C2 nó bằng được với góc D2, và cái đoạn CE thì nó sẽ bằng được đoạn DF, tự đi chứng minh ra dựa vào cái điều này này. Vậy thì quay là vấn đề làm sao để chứng minh được nó cân là xong việc. Bạn nào cảm thấy rằng mình đủ sức để chứng minh được cái tam giác OCD là tam giác cân, mở mic lên nói thầy nghe, hoặc là chat giùm thầy chữ ok, còn nếu không thể hiện tiếp dấu chấm vô nữa. Coi coi đủ sức để chứng minh tam giác nó cân không. Nãy người ta cho các bạn là AC với BD bằng nhau để làm cái gì? Nó không có cho thừa cái điều đó đâu. Bảo chứng minh được chưa? Được để chữ ok vô. Dạ, đang suy Hỏi về nãy suy nghĩ ra chưa mà anh chốt như đúng rồi vậy? Hồi nãy câu A dạ đó. nãy dạ nãy suy nghĩ là suy nghĩ cách làm sao để chứng minh cái tam giác nó cân thì chứ ý tưởng mấy câu sau thì Rồi ơi. Vậy mà chat vô chữ ok ngay từ lúc đầu. Quá hủ. Hết thời gian yêu cầu, mới có một cái bài liên quan tới sách bài tập đó mà bắt đầu các bạn bị xỉu rồi. Không sao, quá trình học bài mới là như thế. Rồi, không được, chat vô dấu chấm vô. Hết giờ yêu cầu, có thì ok, không có để dấu chấm vô. Nhanh lên. Rồi, xỉu. Vậy để cho các bạn được nè, AC mà nó bằng với DB. Mục tiêu ta cần chứng minh OC nó bằng với OD, vậy có nghĩa là chứng minh rằng có một cái đường trung tuyến, nó vừa là đường cao, vừa là đường trung trực, vừa là đường phân giác. Thầy gọi một cái điểm M là trung điểm của CD. Đây, các bạn gọi một cái điểm M nằm ngay chỗ này là trung điểm của CD, thì chắc chắn cái điểm M này nó cũng sẽ là trung điểm của AB. Tôi giải thích ra ha. M là trung điểm của AB. Tự giải thích ra thì suy ra được điểm M nó cũng sẽ là trung điểm của CD. Tự giải thích ra lý do tại sao lấy đoạn trừ đoạn chia phân nửa gì đó là chuyện của các bạn. Mà nếu M là trung điểm của AB thì cái đoạn OM này của các bạn chắc chắn nó sẽ vuông góc với AB. Tính chất về đường kính và dây cung. Vậy từ đó suy ra được OM là đường cao và cũng là đường trung tuyến, là đường trung trực trong cái tam giác OCD, nên các bạn kéo thể được OC nó bằng với OD. Được không các bạn?
Bạn nào ổn chat trên thầy chỗ ok cho tôi vui cái này. Quá ok. Tuy nhiên các bạn để chạm được cái điều tự giải quyết vấn đề á cũng còn hơi xa. Tại vì mỗi người cái mục tiêu mà khi thầy muốn dạy cho các bạn á, thầy không là người giải thích vấn đề trước. Mà tôi muốn các bạn dùng các kiến thức vận dụng được, không biết cứ vậy thể hiện vô dấu chấm, không biết thì nói chung là nó hơi mang nhục tí xíu, là ta đang luyện ở nâng cao, luyện các kiểu mà cứ cái gì không biết cũng phải thể hiện lên là mình không biết thì nó hơi kỳ, nhưng mà tôi thích điều đó. Còn cái gì các bạn hiểu biết thật sự thì thể hiện vô ổn. Rồi chứ thầy không thích là cho ông bài xong rồi thầy bắt đầu nghĩ nè, bắt đầu ngay đây ta dựng cái này dựng cái kia ra cái nọ, thì khi đó bài đó trở thành bài của thầy không phải bài của các bạn. Duyên kịp không Duyên ơi? Dạ được thầy. Đâu giải thích lại cho thầy coi, chứng minh tại sao tam giác OCD là tam giác cân. Dạ thưa thầy, đầu tiên là GM là trung điểm của CD. Rồi sao? Đâu suy ra em nên si ủa không, đầu tiên là GM là trung điểm của AB, suy ra là M cũng là trung điểm của CD. Tại sao nó lại là trung điểm của CD? Cái chỗ đó đó mới là vấn đề. Tại sao M là trung điểm của AB thì lại suy ra được M lại là trung điểm của CD? Tại nếu các bạn không giải thích được chuyện đó thì chắc chắn với các bạn là cho các bạn tự làm lại là các bạn cũng lại chết ngay chỗ đó luôn. Hiểu hay không là ngay chỗ đó. Tại vì khi các bạn hiểu các bạn mới biết cách chọn điểm M. Còn nếu như các bạn không hiểu thì các bạn chỉ có chép bài thôi. Mà cho một cái bài khác nó có cách để xài giống giống là không bao giờ các bạn xài được. Bỏ. Tại vì các bạn không thể nói nó ra được. Mà không thể nói nó ra được là không thể. Sao? Được không? Dạ không. Vậy không được sao nãy giờ Thì không hỏi. Nói ok. Nó đâu có tính chất. Mình phải chứng minh. Còn thầy thì ghi là chữ GT đó không phải là giả thiết mà là đi giải thích. Nếu bạn chưa giải thích được bạn nói dạ phải hỏi nha. dạ Đâu đạt thế nào đâu? Giải thích thử thầy nghe. như thầy đã có đoạn CM thì bằng AM trừ cho AC, Rồi hợp lý. Rồi được rồi mà được rồi được rồi, được A rồi. Chỉ cần chốt một chỗ một và người ta chỉ cần nghe cái từ đó, bạn chỉ cần các bạn khỏ trúng một nhịp ngay chỗ đó một cái là chắc chắn cửa nó mở liền luôn. Còn một khi là các bạn mà nói không ra, các bạn có dành ra 3 tiếng đồng hồ để nói cũng không ý nghĩa gì hết. Cái cửa nó cứ trơ trơ thôi. À, không giống vậy đó. Ta có cái đoạn CM giống như Đạt mới giờ nói. Nó bằng cái đoạn AM trừ đi cho AC. Là xong rồi đó. Tương tự đoạn bên kia cũng vậy. Lấy đoạn trừ đoạn ra thì các bạn sẽ thấy tại sao nó rơi vô trung điểm. Duyên kịp không Duyên ơi? dạ Rồi không sao. Từ từ ha. Vậy rõ ràng M nó cũng là trung điểm của CD. Mà OM thì vuông góc với AB nên nó cũng vuông với CD. Tại đó mới tạo ra được đường cao, đường trung tuyến. Rồi, câu A được giải quyết. Tiếp theo, câu B. Chứng minh AE nhỏ hơn EF. Cái cung AE của các bạn nó nhỏ hơn cung EF. Rồi, trên lý thuyết chứng minh đi, thầy chờ. Đến gặp, mới có câu đầu tiên, thầy bóc cho các bạn mà là vui rồi đấy. Cho các bạn thử 30 giây suy nghĩ. À, cứ việc hết 30 giây mà vẫn chưa có ý tưởng thì chat vô cho thầy dấu chấm.
Chút xíu tôi sẽ chỉ cho các bạn một cái cách khác nó nhanh hơn, hiệu quả hơn. Còn giờ đưa vô đi chứng minh cái AE nó nhỏ hơn EF. Vậy theo các bạn muốn chứng minh hai cái dây đó, hai cái cung đó thì nó sẽ liên quan tới phần nào? Cứ vậy đi, cả nào. Theo cách hiểu của mỗi bạn. Rồi, nhưng câu này thì nó ở mức độ phức tạp chứ nó không phải dễ, khá là khó chịu đấy. À, dạ thầy ơi, Thầy nghe. dạ mình có thể nào giải á thầy, Ừ. nhưng mà cái nó mang cái tính là mình nhìn thấy cái đó thầy, đúng này. Giải nhìn thấy cái đó là sao? Thầy chưa hiểu ý của Bảo lắm. Nói đi. Cái đó là mình thấy trên cái hình đó nghĩa thầy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không khác được thầy, thì cái đó được tính là đúng thầy, mình không cần ghi cái đó vô. Không hiểu lắm, rõ hơn chút xíu nữa là sao? Thầy thầy không hiểu ý bảo Dạ, để tí thầy, để đó. Rồi bây tí. giờ thử coi coi bạn nào có ý tưởng chưa ha. Rồi thấy bảo có ghi chữ ok, Đạt có ghi chữ ok, đâu thử bảo nói chuyện trước luôn coi. Câu A là coi như xong rồi ha. Rồi chút xíu thầy sẽ nói cách giải thích câu A cho nó đơn giản hơn. Đây là một cách nhưng mà sẽ có cách nó dễ hơn. Rồi giờ còn bảo thế nào? Thầy nói giùm em cái đoạn OA. Rồi, câu A. Dạ thì dạ. Xong rồi thầy nói giùm em cái đoạn EF. EF. Dạ, rồi tới cái cung AE thầy, thì là cái số đo góc của nó bằng với lại góc O. Khoan, AE thế nào chứ? Dạ, cái cung AE thầy, thì cái số đo của cung AE bằng cái số đo của góc O. Số đo của cung AE à bằng góc O1 đây. Rồi, chấp nhận. Rồi tương tự với cái cung EF thì nó cũng bằng cái góc EOS. Chính xác là phải bằng thôi nhưng mà nó à, bằng tại vì góc này là góc ở tâm. Rồi, chấp nhận. Dạ mà cái nãy nói thầy là em thấy là cái góc O đó nó bé hơn cái góc O bên đây dạ. À, thấy bé mà thấy bằng cách nào chứ đâu thể ngó bằng mắt tôi nói rằng nó bé nó lớn được, không có chuyện đó. Bạn phải giải thích là cụ thể tại sao cái góc O1 nó lại bé hơn nguyên góc O, hoặc là góc O2 tại sao nó bé hơn nguyên cái góc O3 kia thì người ta mới chấp nhận, chứ còn khi không nói khơi khơi thì người ta không có chịu. Để là rốt cuộc vẫn chưa được. Bảo thế nào? Ủa Đạt thế nào? Dạ em hát ok. À, hết ok rồi đâu với các bạn, thí dụ như nếu vậy thì người ta nhìn bằng mắt người ta nói ừ rõ rõ ràng cái cung AE nè nó nhỏ hơn cái cung AF, vậy thì người ta chốt bằng lời, người ta ngó vô, người ta phán vô rồi, vậy là các bạn chưa đủ. Vậy quay là vấn đề các bạn đi tìm cách chứng minh tại sao cái góc O1 của các bạn á, tại sao cái góc O1 nó nhỏ hơn cái góc O, tạm gọi là cái góc O lớn đi, bỏ cái chữ M này qua bên luôn đi.
Đó, bạn đi tìm cách làm sao để nói được cái góc O1 của các bạn nó nhỏ hơn, cái này giả sử là đặt là O3. Các bạn đi tìm cách chứng minh O1 nó nhỏ hơn O3 thì chắc chắn một điều là cái cung AE nó sẽ nhỏ hơn cái cung EF. Đó là điều chắc chắn. Mới giờ gợi ý đó luôn á. Đâu coi coi giờ tìm cách chứng minh O1 với O3. Coi coi làm sao để chứng minh được hai cái góc đó. Lớn bé. Tìm cách để chứng minh được nó lớn bé thì các bạn sẽ giải quyết được ngay vấn đề này. Bảo đảm. Nhưng thầy đang lựa và thầy vô tình thầy bóp trúng một cái câu mà câu này nó không hề khó. Đó là cái câu trong sách bài tập này là câu bổ sung. Tức là muốn xử lý được cái phần bổ sung thì các bạn phải có lượng kiến thức nền nhất định ở phần trước. Nhưng không sao, thích thì cho thôi. Thế nào? Rồi, kiến thức này nó xài thật sự là hơi hơi quá đặc biệt với các bạn. Rồi, nó đặc biệt thế này. Sao? Dạ khoan, Ừ. thầy cho em sẽ thêm 10 giây nữa. À, 10 giây nữa hả? Rồi, nhảy sẽ tiến 10 giây nữa. Thôi coi có thấy được gì đặc biệt không? Thế thì kiến thức này nó hơi lạ với các bạn. Các bạn rất ít xài cái tính chất này, ít quá, lấy ra nó hơi khó chịu. Rồi, giờ quay lại trước khi bàn cái câu B đó, thầy giải thích lại cho các bạn câu A bằng cái cách nó đơn giản hơn mà ta không đi thông qua điểm M. Đối với câu A. Thì như câu A ta sẽ đi tìm cách để đi chứng minh cái dây AE nó bằng với cái dây FB. Hoặc là ta sẽ đi chứng minh cái góc O1 nó bằng với cái góc O2. Nếu ta đi chứng minh một trong hai thằng đó bằng nhau thì ta cũng giải quyết được vấn đề. Thì cái góc O1 của mình á thì thực tế là cái tam giác A, cái tam giác này AOC với tam giác là ODB. Ta đi tìm cách để chứng minh hai cái tam giác đó nó bằng nhau thì coi như các bạn giải quyết ra được ngay vấn đề liền. Thì rất dễ để ta kết luận hai tam giác đó nó bằng. Hai tam giác này á, cái góc O1 với 2 nó dựa vô cái tam giác là AOC với tam giác là ODB. Hai tam giác đó nó có hai cái cạnh bằng nhau. Cái góc A1 với cái góc B1, hai góc này bằng nhau. Lý do tam giác màu đen lớn là tam giác cân. Rồi có hai cạnh AC với BD cũng bằng nhau nữa. OA với OB bằng nhau cũng bằng với bán kính. Thì các bạn kết luận được hai tam giác đó bằng nhau liền. Và do hai tam giác đó bằng nên các bạn được quyền kéo theo góc O1 bằng với O2. Mà O1 nó bằng với O2 thì các bạn sẽ kéo theo được hai cái dây OAE với FB bằng, hoặc các bạn được quyền kéo theo hai cung đó bằng nhau liền luôn cũng được mà không cần phải đi thông qua cái điểm M lúc nãy. Rồi bây giờ thầy mới bàn về cái câu cuối. Sao các bạn nào thấy mình đủ sức để xơi? Rồi vô câu cuối. Thực tế câu cuối mà các bạn muốn chứng minh được cái góc cái cung AE với lại cái cung EF
Dạ thầy chứng minh đường Sao? Thế nào đâu thầy nghe? dạ thầy ta có góc O1 cộng với lại góc OAC cộng với góc OAC. Ừ. cộng với góc OCA bằng 180 độ. Chấp nhận. Dạ. Còn sao? Xong rồi. Rồi suy ra được điều gì? Ai dạ lộn rồi thầy dạ, lộn. Dạ em tưởng là hai cái tưởng hai tam giác nó cần Rồi không sao, thì cứ việc thoải mái thể hiện quan điểm của mình, sai thì ta sẽ sửa, rồi từ từ thì ta mới khắc phục được. Rồi vô cái cách này, không biết các bạn hiểu hay không. OC kéo theo cái con này, đó này là. Rồi các bạn nghe ha, thầy giải thích về cái câu này. Đây điểm C, đây là điểm D. Thầy tạm đặt tên cái góc D1, góc D2. Hồi nãy các bạn đều đã chứng minh được cái tam giác OCD là tam giác cân tại O. Ta đã chứng minh được. Vậy khi cân tại O nên kéo theo là cái góc D1 nó bằng với góc D2 ở C1. Và nó được tính bằng 180 độ trừ đi cho cái góc O3. Tất cả đem chia cho 2. Mà tam giác này nó cân tại O, hay chính xác hơn là cân tại O3, nên chắc chắn một điều là cái góc D1 của các bạn bắt buộc nó phải là góc nhọn. Được chuyện này không? Mà cái góc D1 là góc nhọn thì nó sẽ kéo theo cái góc D2 của các bạn là góc tù. Mà D2 là góc tù nên người ta sẽ suy ra được một điều. Đó là cái tam giác CDF có cái góc D2 là góc tù nên chắc chắn là xét trong tam giác này. Thì cái cạnh CF nó đối diện với góc tù nên chắc chắn CF nó sẽ lớn hơn CD. Bạn kịp chuyện này chứ? Cạnh CF của các bạn nó chắc chắn nó lớn hơn cạnh CD. CF lớn hơn CD thì nó lại suy ra thêm được một thứ. Đó là CF nó sẽ lớn hơn CA. Vậy có nghĩa là cái đoạn CF nó lớn hơn cái đoạn CA ngay chỗ này. Bây giờ mới xài dùng cái tính chất rất đặc biệt mà gặp nổi trong chương trình cơ bản của các bạn thì nó không xài. Nó không có được sử dụng cái tính chất này. Tại vì cái bài này nó xài theo kiến thức đặc biệt. Đó là ở lớp 7 khi các bạn học về kiến thức về góc đối diện á, thì trong kiến thức bình thường các bạn được học á, là hai góc bằng nhau trong cùng một tam giác, hai góc bằng nhau thì nó sẽ kéo theo được hai cái hình chiếu vuông góc, hay cách hiểu là hai cái cạnh bằng nhau, hai cạnh đối diện á, bằng nhau góc và cạnh đối diện. Nhưng mà các bạn không có xét hai cái tam giác, thì trong cái kiến thức đặc biệt của kiến thức đó đó, người ta có kiến thức này, đó là cái tam giác AOC, AOC và cái tam giác là FOC. Hai cái tam giác đó nó đặc biệt ở cái chỗ là nó có cái cạnh OC là cạnh chung. Cái con OC là cạnh chung này. Rồi nó có con OE nó bằng với OF là nó bằng với cái bán kính R. Vậy mà cái cạnh AC nó lại bé hơn cái cạnh CF. AC á, nó bé hơn CF. Nên từ đó nó sẽ kéo theo được cái góc đối diện là cái góc O1, nó sẽ bé hơn cái góc O3. Thì cái kiến thức này nó thật sự là nó hơi quá đặc biệt đối với các bạn. Nó không có thuần trong cái kiến thức bình thường.
nên gặp nổi, mà trong kiến thức bình thường người ta không có học cái này. Thôi câu này tạm bỏ qua bên đi, có điều kiện thầy sẽ giải thích sâu cho các bạn, tại vì trong chương trình ngày trước thì nó có học, còn chương trình của các bạn khoảng từ năm 2010 đổ về sau thì kiến thức này nó bỏ rồi, nó không có xài và các bạn sẽ gần như không nhìn ra được nó. Hôm sau đây có điều kiện thầy sẽ nói sâu lại về cái tính chất này, có điều kiện Dạ thầy nghe. thầy. Vậy cái bài này mình giải theo hướng nào Hả, bài này hả? vậy thầy? Thì nếu đi theo cái con đường này á, thì các bạn mới đi ra được tới kết quả. Còn nếu như mà đi thuần theo kiến thức mà các bạn chỉ học về các cạnh bằng nhau thì hiện tại là chưa. Hôm sau thầy sẽ coi có cái con đường nào đi qua Pythagore cho nó thuận hơn không. Còn này thôi, tạm thời bỏ con này quăng qua đi nha. Con này nó hơi đặc biệt với các bạn quá. Hôm nào thì có điều kiện học về cái chương trình nâng cao á, thầy sẽ giải thích sâu hơn về các cái kiểu của cái kiểu về các cái góc và cung đối diện mà dạng bất đẳng thức, chứ nó không phải là dạng đẳng thức, thì các bạn sẽ hiểu hơn về nó, và khi hiểu hơn rồi thì cái góc nhìn của các bạn nó sẽ dễ. Còn giờ thôi, hiện tại ta chưa đủ, bỏ qua bên đi. Cứ bỏ nó qua bên, cắt ra đi cho bạn nào cảm thấy muốn cần coi lại, cần tìm hiểu. Thực tế là cái bài toán này á, là người ta chỉ cần dựng từ cái điểm C á, người ta dựng một cái bán kính mới sao cho nó một cái đoạn OA phẩy nó bằng với OA mà để nó thỏ được hai cạnh bằng nhau á, thì nó sẽ kéo theo được hai cái góc. Nhưng mà thôi, nó phức tạp lắm, các bạn chưa đủ sức để xem, mà cái nào không đủ sức cái việc bỏ qua bên đi. Bây giờ là đây không phải là lúc để ta đang cài những cái bài quá khó. Nãy thầy chọn cái bài mà thầy lại quên là các bạn chưa được xây nhiều cái kiến thức đặc biệt nên bỏ qua, cứ bỏ qua bên đi. Đâu rồi, tập làm bài khác đi. Rồi câu này, vậy trong sách bài tập thật sự nó cũng có nhiều bài điên cuồng lắm chứ không phải là dễ đâu. Cho đường tròn tâm O, nửa đường tròn đường kính lấy hai điểm CD. Rồi ở đây nó không có yêu cầu gì về hai cái điểm C và D hết, nó chỉ yêu cầu là các bạn cứ lấy trên nửa đường tròn đường kính là AB. Đó, cứ lấy hai điểm C và D về bóc đại hai điểm kẻ CH vuông góc với AB nó cắt cái đường tròn tại điểm thứ hai là điểm F hoặc là điểm E. Từ A kẻ AK vuông góc với DC cắt đường tròn tại điểm thứ hai. Đấy. Dạ thầy, Thầy cái điểm thứ hai là cái khái niệm gì vậy? điểm thứ hai tức là nè, kéo dài cái đường CH ra thấy không, nè cái đường CH nè cắt cái đường tròn thì nó cắt tại điểm đường tròn là tại điểm C, mà điểm C là điểm thứ nhất rồi nè, À, thì sao? thì cái đường CH này thấy thấy đường CH chưa? Thấy rồi. Ừ, đó cái đường CH đó nó cắt cái đường tròn tại điểm thứ hai là nó kéo dài CH ra, nó cắt ngay tại điểm E gọi là điểm thứ hai. Rồi từ A kẻ một cái đường vuông góc, đây nó cắt đường tròn tại một điểm. CF. Mấy bài này là cũng chua lè không đấy, chứ không dễ đâu. Đây, góc vuông AK vuông góc cắt đường tròn tại điểm F. Rồi, đó, đầu tiên để cho bài cái đề như thế. Đi chứng minh cái cung CF bằng với cung DB.
Nếu bài này các bạn học thêm về cái tính chất đặc biệt của cái đường tròn phía sau nữa thì các bạn sẽ có thêm về cái tính chất rất đặc biệt. Còn giờ ta chưa có, ta chỉ có xài được cái góc ở tâm thôi. Chính xác là của câu này là nó chưa xài được góc nội tiếp luôn á, nó chỉ mới có góc ở tâm thôi. V, F và DE cái hành giả thiếu chính xác. Khi học chương trình nâng cao thì nó nặng ký hơn so với bình thường. Đường tròn thì cái đáp án hai điểm CD. CH cắt cái đường tròn điểm thứ hai. AK dùng góc với DC cắt đường tròn điểm thứ hai F. Chứng minh CF bằng DB. Câu B mà chứng minh được thì câu C là xong rồi, tại vì hai cung bằng nhau thì nó sẽ kéo theo hai dây nó bằng nhau. Còn giờ cái điều quan trọng là làm sao chứng minh được câu A với câu B thôi. Đó là những câu trong sách bài tập. Nó không hề dễ. Đặc biệt là qua học kỳ 2. Sao các bạn nào có ý tưởng chưa? Đây, nói lại cái này cho các bạn dễ nhìn nữa đó. Mấu chốt của vấn đề là nói thêm mấy con FB lại. Nó sẽ tạo ra được cho các bạn những thứ rất đặc biệt. Dễ rồi đó, mọi thứ nó nhẹ nhàng hơn rồi. Góc này của các bạn sau khi nói lại, góc này sẽ là góc vuông đó. Bạn nào kịp để có được ý tưởng, chat cho giùm thầy. Ok, còn bạn nào chưa có thì cứ việc chat cho giùm thầy dấu chấm. Có thì chat cho giùm thầy chữ ok, còn không có chat cho giùm thầy dấu chấm nha. Như thầy Nghe. làm sao nó vuông vậy thầy? Cái góc ép này AB là đường kính. à? Trong đường tròn các bạn có một cái tính chất đặc biệt này mà hồi nãy trong quá trình giảng bài cho các bạn thì thầy chưa nói. Đó là nếu như hai cái dây mà song song. Đó, ví dụ hai cái dây màu đỏ mà song song với nhau. Ví dụ AB với CD, hai cái dây này mà song song thì nó sẽ được quyền kéo theo hai cái cung bằng nhau, hai cung tương ứng bằng nhau. Lý do tại sao có điều này thì ta chỉ cần nói cái con AC thì ta sẽ thấy cái góc A nó bằng với góc C. Hai thằng này đang ở vị trí so ngay trong, mà góc A nó chắn vô cái cung BC, góc C nó chắn vô cục AD. Vậy nếu hai dây song song được quyền suy ra hai cái cung chắn tương ứng bằng nhau. Rồi bạn nào nhìn thấy là được câu A chốt giùm tôi chữ ok, rồi tôi nói hết lời rồi đó. Con Rồi đâu, Đạt nói thử ai. thầy y như thầy mới vừa nói gì, mình nói CB lại Rồi sao? người ta có góc C nhỏ ở trên, nó sẽ sao là trong với góc B nhỏ ở dưới. Rồi. Vậy thì góc B nhỏ này nó đang chiếu vô khung CF, Rồi, chấp nhận. góc C nhỏ nó đang chiếu vô khung BD, Rồi. vậy thì CF bằng BD. Ở đây hai thằng đó song song là lý do là nó cùng vuông góc với cái con KF. Ở đây KF thì nó vuông với CD, còn KF thì nó vuông góc với FB là lý do là AB là đường kính và ta sẽ xài tính chất này rất là nhiều.
Rồi câu A coi như đồ chơi rồi đấy. Nó chỉ cần mí cho các bạn nói thêm những cái đường đặc biệt một cái thì các bạn sẽ thấy ra được cái vấn đề nó rất dễ. Rồi câu B, hai cái cung nhỏ BF với DE. Thực tế là tại vì cái góc vẽ này thầy đang vẽ cho các bạn là nó hơi khó nhìn. Chứ nếu cái góc vẽ mà vẽ cái điểm D nó gần điểm B hơn á thì các bạn sẽ dễ nhìn hơn chút. Dễ hơn thôi. Còn giờ hơi kệ, hơi xa thì hơi khó nhìn chút xíu. Rồi nhiệm vụ đi chứng minh hai cung kia bằng nhau. Sao các bạn nào có ý tưởng chat thì thầy chữ ok vô nha. Dạ thầy ơi, Thầy nghe. dạ thầy nói cho em cái điểm DE, cái đoạn DE cho em dễ thấy. Nói là cái đoạn đây là nếu các bạn chứng minh được hai cái cung đó bằng nhau thì chắc chắn hai cái dưới là coi như nó bằng nhau, hai cái dây đó chắc chắn nó sẽ bằng. Bài dễ ẹt luôn á mà các bạn nhìn không ra. Nói rằng dễ thì nó cũng hơi hơi không phải là dễ. Sao các bạn nào có được kết quả chưa? Nè nè, chat giùm tôi. Dấu chấm nếu chưa nhìn được gì hết. Chữ ok là có ý tưởng. Thể hiện vô. Để tôi bắt đầu tôi mí, nếu dấu chấm hết thì tôi chỉ tiếp. Nhanh lên. Rồi dạ. Sao bảo? Cái này mình có thể chứng minh cái DE trước cái bằng cái BF trước không thầy? Vô tới nếu như đủ sức để chứng minh hai cái cạnh đó hai dây đó bằng nhau thì kéo theo hai cung đó bạn. Rồi Duyên sao? Duyên có kết quả thì ok, còn nếu không có chắc dấu chấm vô. Và các bạn đừng nói, tức là thầy khi thầy kêu hết giờ thì thể hiện ra là ok là được, còn chưa ok thì cái việc chắc vô dấu chấm. Có thể là ừ em chỉ kẹt con tí xíu cái chỗ này nó là ra, nhưng mỗi lần các bạn chưa mở được là chưa mở được. Dạ thầy Sao ơi, thầy nghe Duyên? con nói thử nha thầy. Rồi vô tới có thể hẹn. Dạ thưa thầy, đầu tiên là mình đi chứng minh cái cung BC bằng với cái cung BE. Hợp lý, Rồi từ câu A. hợp lý. Nếu Rồi từ câu A là cung CF và bằng cung DB. Rồi từ hai cái đánh dấu cung CF bằng DB là một, còn BF và bằng cung DE là hai. Từ 1 là 2 là chúng ta có cung BF cộng cung CF thì bằng cung DE cộng cung DB, do cái tính chất cộng cung rồi chấp nhận. mà mỗi bên cộng lại là bằng cung là cung BF cộng cung CF là bằng cung Cứ nói đi. là bằng cung à cái cung BC, cái cung BC mà cộng cái cung CF thì là bằng BF, rồi cung BE cộng cung DB là bằng DE. Rồi, hợp lý. Nói thì hiểu ra được vấn đề rồi đấy. Chỉ có điều là nói xong cái người nghe họ người ta nghe ủa gì e f họ loạn sầm hết. Rồi tạm chấp nhận. Mục tiêu là làm sao các bạn chứng minh được hai cái cung này bằng nhau. Ở đây nè, ta có cái cung BC. Cái cung BC nó được tính bằng cái cung BD cộng với cung DC.
nói về cung. Rồi, còn cái cung DF nó là do cung nào cộng lại? Duyên. Cung DF trên hình vẽ nè. DF là cung nào cộng với cung nào? Duyên Dạ à? không thầy ơi, cái cung BF là bằng cung BC DF cộng chứ. với C. Xin lỗi, BF. Dạ, BF với DE. BF với DF. Vậy mà đã thầy nhìn nhầm. BF với lại DE. Nói nhầm cặp Dạ. rồi. BF với DE. Con đang làm bài. BF với DE. Dạ B, cung BF là bằng cung BC cộng với cung CF. Rồi, cung BF. BF là cung Dạ. cung nào cộng cung nào? Dạ là cung BC cộng với cung CF. Vậy à nha, người ta nói cung nhỏ nha. Cung nhỏ, không phải cung lớn. Còn nãy bạn nói cái đó là đã thành cung lớn rồi nè. Kịp không? Alo. Duyên ơi, nghe không bạn? Alo Duyên ơi. Dạ nghe, Ừ. dạ nghe, dạ nghe. Cung nhỏ BF, cung nhỏ ở dưới đây nè, không phải cung lớn đâu. Nhà bạn nói nó thành cung lớn rồi nè. Nó không phải bằng cung Để BC cộng với cung dạ. CF đâu, nếu đó là thành cung lớn. Đó. Nhầm rồi đó, nhầm tí xíu. Xử lý lại. Hồi nãy thầy nhìn nhầm ra thành cung BE với cung BE với cung DF. Cái hình nó rối quá thầy ơi. Hai đó. Rồi, vô. Rồi, bây giờ nè, nhiệm vụ của các bạn nè. Muốn chứng minh cái cung ở đây tùy góc vẽ, tại vì thầy đang vẽ cho các bạn cái góc vẽ này. Bây giờ nè, ta để ý nè, cái cung BF, cung nhỏ BF trên hình vẽ nó được tính bằng gì đây? Bảo. Bảo. Trở lại cái cung BF là bằng cái cung BE cộng cung EF. Đây, nó bằng cung BE cộng với cung EF. Còn cái cung DE. DE thì nó bằng cái gì? Là DE cung nhỏ nè. Tại vì qua đây nó thành cung lớn rồi, còn đây là cung nhỏ của nó nè. DE là nó bằng EF Cộng với cộng với cung DF. DF cộng với EF. Đó. Vậy nhiệm vụ thầy sẽ đi chứng minh hai cái cung là cái cung BE với cung DF bằng nhau. Vậy nhiệm vụ thầy cố gắng đi chứng minh hai cái cung là cung BE bằng với cái cung DF. Đó, nếu thầy chứng minh được hai cái cung này bằng nhau thì chắc chắn thầy sẽ kéo theo được hai cái cung kia nó cộng thêm EF nữa là nó bằng. Mà cái cung BE thì nó bằng với cung BC, các bạn tự chứng minh coi coi được không? BE nó bằng với BC đấy. Các bạn chỉ cần xét cái tam giác CHB với tam giác EHB phát là các bạn sẽ ra được điều đó liền. Cung BC là do cung nào đạt? Cung BC. Dạ BC là từ CD cộng với DB. Rồi, BD cộng với DC. Còn cái cung DF. Dạ DF là CD cộng với CF. Là CD cộng với CF. Mà ở trên câu A ta chứng minh được gì rồi? Đạt. CF thì DB bằng nhau. Kịp ha. Rồi, xong chuyện. Nạp bài. Nhưng kịp không Dương ơi? Từ từ thầy ơi, con nhìn không kịp cái hình. Giờ thấy cái hình chưa? Thấy cái hình chưa cái đã? Dạ thấy chỗ nào? Không, tức là thấy cái đề không, thấy cái hình thầy đang thầy vẽ Dạ chưa? thấy, dạ thấy, dạ Rồi thấy. giờ đề yêu cầu nè, chứng minh hai cái cung này bằng nhau. Thì giờ thầy tách cái cung BE ra, ở cái cung BF ra thành là cung BE cộng với cung FE. Được chỗ này chứ? Dạ Tại vì được. đề người ta yêu cầu cung nhỏ chứ không phải là cung lớn, còn hồi nãy con vô Dạ tình là dạ con đi theo cung lớn. dạ Người ta vẫn có một cách là thế này. Muốn chứng minh hai cái cung nhỏ nó bằng nhau thì con đi chứng minh hai cung lớn nó bằng. Lấy 180 trừ ra thì nó ra là hai cung nhỏ bằng. Cái đường của dạ con đi nãy vẫn được. Nghĩa là con đi chứng minh hai cái cung lớn nó bằng rồi. Lấy 300 308 306 trừ đi cho hai cung lớn thì nó bằng lại hai cung nhỏ.
Nhưng giờ thầy đi trực tiếp với cung nhỏ BF với DE, BF nó tách ra thành BE cộng với EF. Được chứ? Dạ được cái này. Rồi, tương tự cái cung DE cũng vậy. Hai thằng này nó có chung chữ FE. Vậy thì bỏ FE ra bên. Vậy thầy nhiệm vụ thầy chứng minh hai cái cung màu xanh thầy mới vừa ghi BE với DF bằng nhau. Kịp chưa? Dạ được. Rồi, cái cung BE thì nó bằng với cung BC. Tại lý do thầy phải trả lên BC lên trên thì nó mới liên quan được với BD và CD được. Kịp chỗ này chứ? Vậy BE thầy đổi về thành BC nè. Vậy BC nó bằng gì? Trên hình Dạ vẽ. BC là bằng DB cộng với CD. Tương tự cái cung DF nó do CD cộng với CF. Hai thằng này nó có chung CD giống nhau nè, bỏ qua bên. BD với CF thì trên ta đã chứng minh công an bằng nhau rồi. Kịp không? Dạ rồi, dạ hiểu rồi. Còn nếu như hồi nãy Duyên muốn chứng minh cái nguyên cái cung BF mà cung BF lớn nó bằng với cung DE lớn vẫn được, lật ra rồi sau đó ta đẩy 360 trừ lại hai cung lớn thì nó lại hai cung nhỏ bằng, tại vì đề nó yêu cầu là hai cung nhỏ. Rồi, tự ghi nhận. Giải quyết lại vấn đề. Mới có hai câu thở dốc luôn. Tại vì thầy cũng lựa cho các bạn hai câu mà hai câu hơi căng căng tí xíu. Rồi thử thêm câu nữa để cho các bạn biết cách xài khái niệm về góc nội tiếp với góc nội tâm. Rồi về nhà tự bơi mấy cái bài tập trong sách bài tập ra. Cho đường tròn tâm O có hai đường kính vuông góc nhau. Lấy điểm M nằm ở trên cái cung AC, vẽ cái tiếp tuyến tại điểm M. Tiếp tuyến này cắt CD, ồ, CD, thì vẽ này xấu gì? Ok, lỡ rồi. Rồi, cắt cái đường tròn tiếp tuyến tại điểm M, cắt CD tại điểm S. Rồi, để yêu cầu chứng minh cái góc MSD. MSD, góc số 1 bằng 2 lần MBA. Rồi, góc S1 bằng 2 lần cái góc B1. Dạ em làm được. Đâu, đạt thử à. Nhờ tam giác AMB vuông tại M. Rồi, chấp nhận. Được. Dạ thì góc góc B1 cộng với góc A nhỏ cùng với tam giác đó bằng 90. Hợp lý. Rồi, sao nữa? Dạ. Góc S1 thì cộng với góc ô nhỏ bằng 90. Góc A, góc S1. B1 cộng với góc A1 bằng 90. Góc S1
cộng với cái góc O1 chỗ này cũng bằng 90, chấp nhận. Rồi sau đó. Dạ. Một hai từ. Sao nó sai sai ra? Không thay đâu biết. Dạ. Bây giờ hai hai cái 90 là bằng nhau mà. Mà B1 với S1 nếu như mình chứng minh được thì vậy thì suy ra A1 bằng với O1 mà O1 Ê, bằng với góc O. A1 bằng gì bằng với O1? Dạ em giả sử là mình đã chứng minh được B1 bằng với S1 rồi á. Bằng đâu hai lần lận nha. À hai lần. Các bạn Đấy, ngon. Mình sai tới nhất cân. Bài này người ta chỉ làm có một dòng một là có kết quả. Một dòng một là có kết quả. Đi qua đúng cái khóa nó lại ra liền. Còn bạn đi không đúng là nó ra vòng vòng. Rồi không sao. Bạn nào thấy ra được kết quả, thấy được ý tưởng, chat cho thầy chữ OK một cái. Còn nếu chưa được, để cho thầy dấu chấm một cái. Để thầy khoan, thầy coi có cái nhóm 12, mấy anh chị 12 này học lúc mấy giờ? À giờ, mấy anh chị 12 tới giờ học rồi. Rồi, thầy giải thích một cái đi rồi ta nghỉ. Sao, bạn nào có được kết quả chưa? Rồi, thôi, thầy giải thích một cái đi. Các bạn phải hiểu rằng hai lần cái góc B1 nó ra được góc nào? Bảo B1 các bạn hiểu là góc gì? Dạ hai lần góc B1 thì nó sẽ ra được cái góc S1. Sao biết ra là góc S1? Không đúng không? Để à, hai lần góc để. B1 em đoán là nó ra được cái góc A. À đâu A. Đoán không? Hai lần cái góc B1 nó chính là cái góc O2. Lý do góc O2 là góc ở tâm chắn cung AM. Góc B1 là góc nội tiếp chắn cung AM. Nghe kịp không? Được không vậy? Bảo. Dạ hiểu rồi thầy. Rồi, còn cái góc O2 nó cộng với góc O1 bằng nhiêu độ? Góc S1 cộng với O1 bằng nhiêu độ? Xong. Dinh theo kịp không Dương ơi? Dạ được. Đạt kịp chưa Đạt? Dạ kịp thầy, nãy em cũng mang máng nhìn ra. Bài hình học là như thế đó. Các bạn vận dụng nhiều, nhiều lên thì cái cảm giác với cái bài tập của các bạn mới cao được. Thôi trễ rồi, tại vì giờ 3 giờ thầy phải dạy mấy anh chị lớp 12, trễ rồi. Giao cho các bạn bài tập về nhà, đó là các bạn làm cho thầy các cái bài tập trong sách bài tập của học kỳ 2. Còn bạn nào không có sách bài tập thì đây, thầy gửi cho cuốn sách bài tập. Về các bạn cố gắng luyện tập các cái bài liên quan tới góc nội tiếp, góc có đỉnh ở góc gọi là gì? Góc ở tâm. Gắng luyện tập hai cái bài tập đó vô. Ồ, thầy gửi lộn cho mấy anh chị lớp 12 luôn. Rồi, thôi. Tạm biệt các bạn. Tại vì giờ sao thầy tới giờ dạy mấy anh chị rồi. Rồi, về gắng làm bài. Tạm biệt thầy. Bạn qua tới giờ dạy. Tạm biệt thầy.